Huấn luyện viên của Thanh Thúy tại Nhật Bản bị sa thải vì thành tích yếu kém. Sau 5 năm dẫn dắt PFU Blue Cat, huấn luyện viên Sakamoto bị sa thải do không thể đáp ứng được kỳ vọng từ ban lãnh đạo và người hâm mộ. Câu lạc bộ của Thanh Thúy khoác áo 3 mùa giải gần đây là PFU Blue Cat đã phát đi thông điệp chia tay huấn luyện viên Masayasu Sakamoto. Nguyên nhân là do thành tích của mèo xanh không đáp ứng được kỳ vọng. Mùa giải 2023-2024 vừa khép lại, đánh dấu 5 năm vị thuyền trưởng người Nhật Bản dẫn dắt PFU Blue Cat. Đội bóng được đầu tư không ít lực lượng, từ nội binh cho tới ngoại binh. Tuy nhiên, thành tích luôn chấp chới ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Mùa giải vừa qua, PFU Blue Cat kết thúc ở vị trí thứ 10 giải vô địch quốc gia Nhật Bản V-League, không đáp ứng được mục tiêu nằm trong top 6. Dù có nhiều yếu tố khách quan, nhưng chắc chắn trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về huấn luyện viên Sakamoto. Phong cách chỉ đạo có phần bảo thủ và thiếu các phương án tạo đột biến khiến PFU Blue Cat thi đấu trồi sụt, tâm lý các vận động viên cũng thiếu đi sự hưng phấn. Huấn luyện viên Sakamoto nói lời chia tay trên trang chủ của đội bóng. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi và ủng hộ Mèo Xanh. Năm mùa giải trôi qua nhanh đến mức tôi tưởng mới ngày hôm qua đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên, quyết tâm đưa đội bóng lên ngôi số 1 Nhật Bản. Có rất nhiều thất bại và thành công, tôi không ngừng tìm kiếm những điều tích cực dù kết quả không thực sự tốt, nhưng được đồng hành cùng các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ là một kỷ niệm không thể thay thế đối với tôi. Tôi vô cùng thất vọng và cảm thấy có lỗi vì không thể mang lại kết quả tốt do thành tích kém. Blue Cat là một đội bóng đoàn kết, sẽ tiếp tục phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn kể từ đây. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Mèo Xanh. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cùng với lời chia tay vị huấn luyện viên trưởng, PFU Blue Cat cũng không thể giữ chân một trong những ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng là Trần Thị Thanh Thúy. Đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 3 mùa giải gắn bó với Mèo Xanh sẽ hết hợp đồng vào tháng 4 này. Phụ công xinh đẹp Trần Việt Hương tổ chức lễ ăn hỏi. Trong ngày 3 tháng 4, chân dài bóng chuyền Trần Việt Hương đã tổ chức lễ ăn hỏi. Điều này đã làm bất ngờ người hâm mộ bởi phụ công xinh đẹp của binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước vốn kín tiếng về chuyện tình cảm. Dù Việt Hương không cập nhật thông tin, nhưng hình ảnh về lễ ăn hỏi của cô được bạn bè và người thân đăng tải. Được biết, hôn phu điển trai của Việt Hương tên là Nguyễn Vương Anh, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác, học tập và rất đam mê bóng chuyền, hiện đang công tác tại quê nhà Sơn La. Thời còn là sinh viên, Vương Anh là gương mặt rất xuất chúng, từng giành nhiều giải thưởng cao quý cấp trường cũng như cấp quốc gia, như giải nhất Bộ Công an cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020, vô địch chương trình sinh viên 2020 cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân, đại diện cho sinh viên, thanh niên thế hệ Việt Nam thăm trường Sa trong chương trình Hành trình tuổi trẻ với biển đảo quê hương năm 2021. Trần Việt Hương là một trong những người đẹp đáng chú ý của bóng chuyền Việt Nam hiện nay. Nhan sắc của vận động viên cao 1m78, thậm chí còn gây sốt các tờ báo thể thao tại Thái Lan và ví von cô là thánh nữ bóng chuyền Việt Nam. Trần Việt Hương sinh năm 1998, quê Phú Thọ. Từ năm lớp 6, Việt Hương bắt đầu theo đuổi giấc mơ trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Sau khi đàn chị Bùi Thị Nga nghỉ thi đấu, Việt Hương là một trong những tay đập xuất sắc của câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, Việt Hương cùng binh chủng thông tin cán đích ở vị trí thứ tư. Dù thành tích chưa đạt được sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng các cô gái áo lính vẫn thi đấu rất nỗ lực. Việt Hương từng được gọi lên nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia và là thành viên của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 31. Trước đó vào năm 2016, Việt Hương cùng đội tuyển trẻ Việt Nam tranh tài tại giải bóng chuyền vô địch trẻ Đông Nam Á và U19 châu Á. Ở cấp câu lạc bộ, cô cùng Bộ Tư lệnh Thông tin giành 3 chức vô địch quốc gia liên tiếp vào các năm 2019, 2020 và 2021. Đội trưởng bóng chuyền Thanh Hóa Đoàn Thị Xuân bất ngờ khoác áo Hóa chất Đức Giang. Đội trưởng Đoàn Thị Xuân bất ngờ gia nhập Hóa chất Đức Giang tham dự Cúp Hùng Vương. Đây là một trong những bản hợp đồng rất đáng chú ý. Mới đây, trong buổi tiệc chia tay huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà, ngoài sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Phạm Văn Long, còn có một gương mặt đáng chú ý khác là đối chuyền Đoàn Thị Xuân. Việc đội trưởng Thanh Hóa góp mặt cùng đội hình Hóa chất Đức Giang khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Được biết, đối chuyền sinh năm 1997 sẽ khoác lên mình màu áo của Hóa chất Đức Giang thi đấu tại Cúp Hùng Vương 2024, theo bản hợp đồng cho mượn từ Thanh Hóa. Đây cũng là sự bổ sung phù hợp của đội bóng thủ đô khi đây đang là điểm yếu. Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia vừa qua, huấn luyện viên Wanachote phải sử dụng Tú Linh từ chủ công chám vào vị trí đối chuyền. Điều này
phần nào khiến cho cô mất đi sức mạnh và sự hiệu quả. Trong khi đó, Đoàn Thị Xuân trong màu áo của Long Sơn Thanh Hóa đã thi đấu thăng hoa, đặc biệt là khả năng chắn bóng đáng nể để giúp đội nhà kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng trên cả Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Việc có được Đoàn Thị Xuân cùng với Kai Seo Sinh, Đoàn Thị Xuân cũng là mũi nhọn ghi điểm. Ngoài ra, khả năng bắt bước 1, phòng ngự và tâm lý vững vàng chính là điểm mạnh của cô gái người Thanh Hóa. Việc có được Đoàn Thị Xuân mở ra kỳ vọng cho Hóa chất Đức Giang tại Cúp Hùng Vương 2024. Đối chuyền sinh năm 1997 thể hiện ổn trong màu áo của đội tuyển quốc gia trong suốt năm 2023. Cùng với đó là phong độ trong màu áo của Thanh Hóa tại vòng 1 giải vô địch quốc gia cũng cực kỳ ấn tượng. Quyết định mượn Đoàn Thị Xuân cho thấy quyết tâm rất cao của Hóa chất Đức Giang tại Cúp Hùng Vương sau khi câu lạc bộ này thể hiện sự thiếu thuyết phục tại vòng 1 giải vô địch quốc gia vừa qua tại Bình Phước. Vì sao bóng chuyền Hóa chất Đức Giang biến động lớn trong bộ máy huấn luyện? Chỉ trong ít ngày, bộ máy của ban huấn luyện câu lạc bộ bóng chuyền Hóa chất Đức Giang có biến động lớn. Tuy nhiên, đây là câu chuyện đã được dự đoán. Hai thất bại trong 4 trận đấu tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 là kết quả đáng thất vọng với những gì Hóa chất Đức Giang đầu tư. Nó khiến người hâm mộ mường tượng về những biến động của câu lạc bộ tới từ thủ đô. Theo đó, ở giải đấu này, đội bóng Á quân quốc gia 4 mùa liên tiếp, dù có lực lượng rất mạnh, tăng cường siêu ngoại binh Sasi Papon, vẫn phải nhận hai thất bại muối mặt trước VTV Bình Điền Long An và Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, thắng chật vật 3-2 trước Quảng Ninh và thắng 3-1 trước Gelesimco Thái Bình. Những kết quả này khiến cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai tạm xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau giai đoạn 1. Điều này ảnh hưởng lớn đến tham vọng có lần đầu tiên vô địch quốc gia của họ sau nhiều năm chờ đợi. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ ít ngày sau khi vòng 1 khép lại, đội bóng quyết định chia tay hai thành viên quan trọng nhất trong ban huấn luyện là huấn luyện viên trưởng Wana Chote và huấn luyện viên phó Nguyễn Hữu Hà. Người tạm thời ngồi lên chiếc ghế nóng là ông Phạm Văn Long, cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Trong bảng thành tích đồ sộ của mình, ông đã để lại dấu ấn với 9 chức vô địch quốc gia, 3 cúp Hùng Vương, 4 cúp Hoa Lư cùng câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin. Cùng với đó là 2 huy chương bạc SEA Games khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Việc thay đổi ghế huấn luyện viên trưởng không phải là quyết định khó hiểu khi Hóa chất Đức Giang dưới thời của huấn luyện viên Wana Chote dù được đầu tư rất lớn nhưng vẫn chưa thể mang về chức vô địch quốc gia. Hơn nữa, màn trình diễn rời rạc ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024 là giọt nước tràn ly, khiến niềm tin của đội bóng dành cho huấn luyện viên người Thái vơi dần. Đối với huấn luyện viên phó Nguyễn Hữu Hà, việc chia tay đội bóng Hóa chất dù bất ngờ nhưng không khó giải thích. Từng là một vận động viên xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam, việc ông ra đi để tìm kiếm vị trí huấn luyện viên trưởng là điều phù hợp. Với rất nhiều biến động trong bộ máy huấn luyện, người hâm mộ Hóa chất Đức Giang kỳ vọng sự xuất sắc của huấn luyện viên Phạm Văn Long sẽ giúp câu lạc bộ hồi sinh mạnh mẽ. Hy vọng với tài cầm quân của cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, người hâm mộ sẽ lại được thấy một Hóa chất Đức Giang giàu khao khát và thể hiện ấn tượng như những mùa giải gần đây.